Shopbovien.vn bán hết được mobile uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hết rồi, tưng bừng khuyến mãi giảm giá 50% cùng săn active giá rẻ và nhiều vòng quay skin khủng. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Mô Việt nhé. Hello cho mọi anh em, cố đêm trở lại với bài Mobile Việt. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi Thò Lè để trả lời cái câu hỏi rằng Mobile ơi, Thò Lè xài kiếm Muramasa hay là diệt thần cung mạnh hơn, lợi hơn? Ok, tất nhiên là mình sẽ phân tích kỹ càng để các bạn hiểu rõ về cơ chế của hai trang bị này và quyết định trang bị nào mới là lợi hơn, mạnh hơn nha. Và đặc biệt là khi nào chúng ta dùng diệt thần cung và khi nào chúng ta dùng kiếm Muramasa cho Thò Lè. Còn bây giờ thì phải xử lý bé Lít, nếu không về thì mình sẽ có bùa xanh. Mà bùa xanh là một cái gì đó rất là thơm ngon với Thò Lè. Mặc dù mình không có xài mana, bởi vì mỗi 1% hồi chiêu chuyển thành 4 công vật lý. Như vậy 20% của bùa xanh thành 80 công vật lý, 15% của cái giày thành 60 công vật lý. Anh em thấy cộng xương xương là 140 công vật lý cộng thêm ở thời điểm hiện tại rồi đúng không? Quá ghê gớm cái chỉ số công vật lý của Thò Lè. Và cái kiếm Muramasa là cái trang bị con Thò Lè dùng lợi hại nhất trong những con tướng AD, bởi vì 10% hồi chiêu giúp nó có thêm 40 công vật lý. Như vậy anh em thấy cái kiếm Muramasa sẽ giúp Thò Lè có 115 công vật lý và 40% xuyên giáp. Nhìn sang cái diệt thần cung thì nó có 50 công lý cộng với 100 công lý từ cái nội tạng. Như vậy nó có tầm đâu đây là 150 công lý và 40% hồi chiêu. Như vậy với lượng vàng là đắt hơn tới gấp rưỡi, nhưng mà lượng công lý và cái nội tạng nó cũng chỉ là xem nhau hơn một tí thôi. Thì nếu như trong trận đấu mà team thọt mình không quá xanh thì cái lựa chọn kiếm Muramasa vẫn là tối ưu nhất cho Thò Lè. Như vậy kiếm Muramasa sẽ tối ưu hơn. Còn mạnh hơn tất nhiên vẫn là cái diệt thần cung rồi, bởi vì ngoài công vật lý và cái xuyên giáp thì nó còn có thêm tốc đánh 30% và 10% tỷ lệ chí mạng nữa. Và chí mạng thì cũng rất là quan trọng đối với Thò Lè, còn cái tốc đánh thì mình thấy là cũng không quá quan trọng lắm đâu. Ok, như vậy anh em hiểu chưa? Những trận đấu các bạn xanh thì các bạn hãy lên diệt thần cung, bởi vì xanh thì cứ lên đồ mạnh nhất. Còn những trận đấu mà chỉ xem team bạn và những trận đấu bị thọt thì các bạn hãy lên cái kiếm Muramasa nha. Đơn giản chưa? Hiểu chưa anh em ơi? Chưa hiểu thì nhớ comment thì mình sẽ phân tích thêm một clip nữa nha. Nhưng mà tất nhiên là dễ hiểu vậy, còn chưa hiểu thì mình cũng không biết giải thích kiểu gì nữa. Ok, cái này thì farm cực kỳ nhanh khi mà đi ra đường 3 đạn xanh. Còn farm trong rừng bật lên một đạn tím hoặc là không cần đạn tím cũng được, giữ đạn để mình farm lên cho nhanh hơn. 3 viên đạn xanh này, đó anh em thấy chưa, farm cực kỳ lẹ luôn. Đây là cái tốc độ lên đồ của Thò Lè mình thấy vẫn rất ok. Tuy vậy thì mùa 22 con Thò Lè đã bị giảm sức mạnh và không còn là top 1 AD, nó bị rơi vào tay thanh niên John. Nó thậm chí còn Lavin còn hot pick hơn cả con Thò Lè trong mùa 22 này anh em ơi. Nên có lẽ là một con tướng mạnh như Thò Lè bị giảm sức mạnh liên tục thì thôi, chúng ta chấp nhận số phận một mùa nhường cho mấy con tướng AD khác. Chứ mình bá chánh nhiều mùa rồi cũng nên nhường vị trí đúng không em ơi? Vinh quang phải cho nhiều người hưởng chứ một người thì nó cũng không có vui. Ok, hiện tại thì mình farm cháy máy rồi. Anh em nếu mà không muốn lên thẳng cái giật thần cung thì các bạn lên cái đồ cấp 2 của nó thôi nha. Rồi sau đó anh em liên diệt thần cung sau. Ở đây này là thò mặt ra là ăn choáng và liên tục là dí đam vô mặt. Đam rất to luôn, tiếp tục là bé Alice này. Ây ây ây, ui cái chục của Alice anh em ơi, khó chịu thực sự luôn. Mình rồi tí đam này, nhưng mà thôi mình chạy nha, không chơi đâu với VDS thôi. Cẩn thận VDS chết nha. Cố kéo thêm được cái mạng của bạn Vio, nhưng mà Vio cũng có đồ rồi. Team mình hơn tí mạng nhưng team bạn cũng có đồ.
Nói chung là nếu mà sức mạnh của Thor Lè bây giờ mình thấy chỉ nhỉnh hơn Violet một tí thôi, không quá nổi trội, nhưng con tướng này là một con tướng theo kiểu AD late game mà mình nết sớm, thì tất nhiên là mình sẽ là vị tướng có khả năng carry team cực kỳ tốt rồi. Cách chơi của Thor Lè thì Mùa Việt đã chia sẻ với anh em rồi, con này chơi cũng không quá khó, chọn đạn mà chơi. Nếu anh em không muốn sự khó hiểu và rườm rà thì các bạn hãy theo công thức này, đánh nhau thì cứ 2 tím 1 vàng, còn farm thì cứ 3 xanh, đơn giản chưa? Và các bạn nhớ một cái chú ý nho nhỏ, đó là khi mà gần hết nội tại màu xám rồi thì các bạn không lên lớp chương 2. Không. Ui đứng luyện chiều cuối bạn ấy lao ra cái chết luôn. Bây giờ anh em ơi, đứng cao một tí, thể hiện một tí là đi vào lòng đất luôn. Chơi AD mà đứng sau thôi. Kinh nghiệm xương máu cái pha vừa rồi anh em biết nha, anh em phải rút kinh nghiệm nha. Mình cũng nhiều pha là bị lên bàn đánh số bởi vì là đứng cao rồi. Mình có cách chiêu cấu gì ở? À thì mình đứng cao mình cấu gì ở? Thì đó là sai nhá. Hoàn toàn sai luôn. Natalia tranh thủ cướp được bùa xanh của bạn La rồi, hay lắm bạn ơi. Như vậy La sẽ khó chơi phít nha. Thực ra trận đấu này thì mình có tiền đề để bắn rồi anh em ơi, bởi mình cũng đã có đồ. Tuy vậy late game thì bạn cũng rất là khỏe với con Alice, với con Airy. Đó, hai con đó, Chrissy nữa. Chrissy này. Hay lắm bạn ơi, Alice yếu máu này. Rồi, tiếp tục vào Vio. Ui da. Ui, bị mấy quả không chí mạng anh em ơi, quả đầu nó không chí mạng. Thành ra là đam nó hơi bé, bạn ấy vẫn kịp xả đam ra mình, thành ra là mình cũng ôm Vio lên bảng đánh số cùng nhau. Cày thế nhờ. Ok, nhưng mà bây giờ đã có lanh rồi. Sau khi lanh rồi mình hoàn thành cái đồ cấp 3 của Diệt Thần Cung nha. Nói chung là khi mình xanh thì mình xài Diệt Thần Cung, mà khi mình chỉ bình thường trở xuống thì mình sẽ dùng kiếm Monamasa. Bởi kiếm Monamasa nói lại đó là trang bị sinh ra để dành cho Thor Lè. Thor Lè dùng cái trang bị đó mạnh nhất. Không có tướng AD nào mạnh bằng cái con Thor Lè, bởi vì chẳng có tướng nào hồi chiêu chuyển thành công vật lý như Thor Lè đâu. Tuy vậy thì Diệt Thần Cung anh em thấy khi mà mình nói chung là sang mà nhiều tiền thì dùng cái đồ mạnh nhất, đắt nhất thì nó có thêm chí mạng 10%, cũng thêm cái tỷ lệ hên xui cho anh em bắn chí mạng nhiều hơn. Và tốc đánh nhiều khi là nó cũng không quá quan trọng đối với Thor Lè, nhưng mà đôi khi các bạn bắn chay thì cũng làm cái gì đó chúng ta có thêm đam. Và đam nó nhồi ra nó nhanh hơn, cũng có lợi nha anh em ơi. Nói chung là chơi AD kiểu như là ngày xưa với câu mà lôi quân 35 dùng một ngày ý. Nghĩa là chúng ta farm tầm mười mấy phút mà dùng chỉ có tầm mười mấy giây thôi. Được góc chơi đã, từ từ nha. Áp lực vào cái chữ cuối này. Chưa có pha nào tỏa sáng được em ơi. Và nãy giờ rồi. Có góc bắn là mình tỏa sáng được ngay. Mà cái con này sẽ rất là mạnh theo kiểu là giết từng tướng địch một. Bởi vì cái chiêu 2 nó hồi liên tục mà anh em ơi. Có Diệt Thần Cung rồi này. 1, 2. Ok có mạng. 1, 2. Ok có mạng. Ui một phát chết luôn kìa. Đó anh em thấy chưa, tỏa sáng đâu đây chỉ có mười mấy giây thôi. Endgame luôn. Đúng là trong giao tranh Thor Lè bắn vẫn rất là khỏe, và khỏe hơn Vio. Tất nhiên là với một bét AD Thor Lè như Mô Việt thì game là dễ thôi. Ok, và chúc anh em cú đêm ngủ ngon nha. Video clip mình chơi Thor Lè đến đây hết rồi. Xin chào các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.